Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 89 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 89 này là thẻ cung chi. Thẻ cung chi thẻ là sắt thép nói chung chung. Rồi cung chi là con gà trống. Như vậy là thẻ cung chi là con gà trống thép. Mình có tạm dịch như vậy thôi. Còn nội dung nó như thế nào, ý nghĩa nó như thế nào thì vào trong bài chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì từ chí này là con gà ví dụ như chí tan là trứng gà rồi chí rô là thịt gà chi thủy là đùi gà vân vân rồi gà mái thì người ta sẽ gọi là mù chí và sau đây xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước à, để xem là mình nắm bắt được nhiều chưa sau đó rồi à, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích nội dung chi tiết nhé. Thịa công 鋼鸡. chi, công chi的意思大家一定都知道，Thịa công chi是什么意思呢？ 铁是 iron，公鸡 rooster，一只 iron rooster 可以做什么呢？玩具、武器，还是？哈哈哈,哈，别猜了，其实铁公鸡说的是一种人，这种人极其小气，甚至连一分钱都不愿意花。如果你想拔掉铁公鸡的毛，是绝对不可能的。所以，除了说铁公鸡。 铁公鸡一毛不拔这个句子也很常用，比如千万别跟小李借钱，他是个铁公鸡，根本不可能借给你。也可以这样说：说半天了，他还不出钱，真是铁公鸡一毛不拔。还可以这样说：他是个一毛不拔的铁公鸡。你身边有没有铁公鸡呢？ 如果有，快给我讲讲他的故事吧。铁公鸡，公鸡的意思大家一定都知道，铁公鸡是什么意思呢？铁是 iron，公鸡 rooster，一只 iron rooster 可以做什么呢？玩具、武器，还是？哈哈哈，别猜了，其实铁公鸡说的是一种人，这种人极其小气，甚至连一分钱都不愿意花。 如果你想拔掉铁公鸡的毛，是绝对不可能的。所以，除了说铁“铁公鸡，铁公鸡一毛不拔”这个句子也很常用。比如，千万别跟小李借钱，他是个铁公鸡，根本不可能借给你。也可以这样说：说半天了，他还不出钱，真是铁公鸡一毛不拔。还可以这样说：他是个一毛不拔的铁公鸡。你身边有没有铁公鸡呢？如果有，快给我讲讲他的故事吧。 À, vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều câu mạng Bây giờ xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Mình sẽ giải thích nội dung chi tiết của bài Thẻ cung chi Cung chi là yi sơ sơ đây là ý nghĩa Cung chi là yi sơ là ý nghĩa của Cái từ cung chi Tức là cái từ gà trống Ta cha to Ta cha Mọi người nhất định là đều đã biết Như vậy tức là mình dịch thoáng là chắc chắn là mọi người đều đã biết à, Lặp lại câu này nhé Cung chi <laughs> tài y sơ ta cha y điên Cung chi ý nghĩa của cái từ cung chi Ta cha y Chắc chắn mọi người đều biết từ cung chi <laughs> đây là gà trống Thẻ cung chi <laughs> sơ sở y cung chi còn bây giờ con gà trống thép Cái cụm này nó bỏ vào trong cái ngoặc kép á đây là một cách nói mà gà trống thép, sư thì có nghĩa là gì? Thẻ sư iron tức là thẻ có nghĩa là, là sắt thép. Cung chi thì nó giải thích bằng tiếng Anh rooster tức là con gà trống. Rồi y chứ iron rooster tức là một con gà trống. Có gì cho什么呢? Y chứ iron rooster tức là một cái con gà trống bằng thép khởi gì chúa sấm nó thì có thể làm được gì thì có thể làm được gì nào như vậy là cái cụm từ mà con gà trống thép này thì nó có thể làm được gì quản nó có nghĩa là đồ chơi à vũ một cái thứ vũ khí à hải sư hay là rồi xong rồi nó ha 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 tức là cái tiếng cười ha ha vẽ sai là đừng có đoán nữa bạn đừng có đoán nữa Sĩ sửa là thực ra thẻ cung chi số ta. Cái điều hoặc là cái ý nghĩa mà cái từ thẻ cung chi muốn nói. Thẻ cung chi số ta sư ý trùng rỉnh là một loại người hoặc là một kiểu người. Sĩ sửa thẻ cung chi số ta sư ý trùng rỉnh là một cái kiểu người. Trơ trùng rỉnh chỉ chỉ xẻo chi. Trơ trùng rỉnh là cái kiểu người này hoặc là cái loại người này chỉ chỉ là âm hán việt có nghĩa là cực kỳ có mình có thể dùng một cái từ khác thay thế ví dụ như phế sản chẳng hạn xèo chi là ích kỷ trơ trùng rỉnh chỉ chỉ xèo chi cái loại người này là cực kỳ ít kỷ sân trư là thậm chí liễn y phân xẻn tô bụi duyên y hoa sân trư là thậm chí ở đây mình có cái cấu trúc là liễn tô ngay cả cái gì đó cũng đều Bây giờ lẹn y phân xỉn là ngay cả Một xu Tô bụi dân y hoa cũng không muốn tiêu xài tức là cũng không muốn tốn Có nghĩa là rất là ích kỷ, rất keo kiệt Rồi, mình đọc lại ha Chỉ xử theo công chí số tờ Sư y trùng rễn cho trùng rễn chỉ chỉ xẻo chi Sân trư lẹn y phân xỉn Tô bụi dân y hoa Bụi dân y là không muốn, không chịu Ờ, hoa hóa đây là tiêu tốn tiêu xài rú của ní xẹn nếu như bạn muốn rú của ní xẹn nếu như bạn muốn bả teo thẻ cúng chi tờ mão nếu như bà bạn muốn ha, bả là nhổ bả teo là nhổ đi thè cung chi tơ mão nếu như mà bạn muốn nhổ đi một sợi lông của một cái con gà thép này tức là của cái người ích kỷ này chỉ là một sợi lông thôi sư trẻ tuy pu khờ ta, là tuyệt đối không thể Tức là họ một sợi lông họ cũng không muốn mất nữa Họ không muốn mất một cái gì nhỏ nhất nó Ý nó là như vậy Rú của ní xèn bả Bả là nhổ, ví dụ bả giả là nhổ răng Bả sao là nhổ cỏ Nó có cái thành ngữ là bả mẹo tru tràng đấy à Nhổ cây mạ lên cây lúa non lên để cho nó mau lớn á Rồi bả là nhổ Rú của ní xèn bả teo thè cung chí tờ mão Giải thích lại nếu như bạn muốn nhổ lông của những cái kẻ ích kỷ này Trẻ hết tuy xưa vô nữ ta tuyệt đối là không được tức là một cắt cũng không rời số gì là cho nên chủ là thẻ cung chí cho nên ngoài cái cụm từ là thẻ cung chí à, là cái kẻ ích kỷ ấy, có con gà trống thép là kẻ ích kỷ á rồi thẻ cung chí y mạo bố bả trơ à, trơ cơ chí yeah, phây chẳng hình chẳng dung như vậy là cái uh, ngoài cái cách nói là thẻ cúng chí ra nó còn có một cái cách nói khác nữa tức là thè cúng chí dí mỏ búa bả uh, cái con gà thép một sợi lông cũng không nhổ tức ý nói là cái kẻ keo kiệt đó, một xu cũng không chịu mất trơ cơ chi sửa cái câu nói này dễ hình sản dung là cũng rất là thường dùng tức là rất là thông dụng rồi như vậy là mình có thể nói thè cúng chí hay là mình thêm một cụm nữa là thè cúng chí y mỏ búa bả rủ là ví dụ như Xen quan bẻ cân xéo lì che chén Xen quan là vạn lần, ngàn lần, ngàn lần, vạn lần Có nghĩa là nhất định bẻ là đừng Cân xéo lì che chén là mượn tiền của tiểu lý Như vậy là nhất định hay là ngàn lần, vạn lần Cũng đừng có đi mượn tiền của cái bạn nào đó tên là tiểu lý xéo lì Tha sư cơ thẻ cung chi Tha sư cơ thẻ cung chi cậu ấy tức là cậu ấy là một kẻ vô cùng keo kiệt cậu ấy là một con gà trống thép kẻ vô cùng keo kiệt kinh bần pu khờ nẫn che cân bần là hoàn toàn pu khờ nẫn là không thể che kể nì là cho bạn mượn đâu như vậy là anh ấy là một cái con gà trống thép anh ấy là một kẻ cực kỳ ích kỷ hoàn toàn không thể nào cho bạn mượn đâu Đó ý là như vậy sen quan bẻ kinh sở lì che sẹn có thể cũng chi kinh bần, bù ứng, che yeah, khởi giang số, và cũng có thể nói như thế này khởi giang số. So, thiên là, nói rất lâu rồi nói cả nửa ngày anh ấy cũng không chịu chi tiền số so, là nói cả nửa ngày tức là nói rất lâu rồi ha, xe, anh ấy cũng không ra tiền tức là bỏ tiền ra để làm một cái việc gì đó Trân sư thẻ cung chi Trân sư thẻ cung chi đúng là một tên keo kiệt này. Ý mạo bả à, trên sư thẻ cung chi Ý mạo phu bả rồi như vậy nguyên cái cụm chung của nó là thẻ cung chi Ý mạo phu bả mọi người cứ nhớ vậy cho thầy hải khởi gì trớ gian số và cũng có thể nói như thế này nè hải khởi gì trớ gian số cũng có thể nói như thế này

Nì sinh viên dù mỹ dù thè cung chí ná Thấy bên cạnh của bạn có những cái kẻ kêu kiệt, keo kiệt nào không? Có những cái kẻ mà gọi là gà trống thép này không? Nì sân bên dù mỹ dù thè cung chí ná Rú của dù Nếu như mà có Nếu như có Khoai kể quộ à, Kể làm gì? Khoai kể quộ Chẳng chàng thá tờ cú sư bà Khoai kể vừa chẩn chàng sơ Kushipa, hãy mau kể cho cho tôi nghe những cái câu chuyện về anh ấy đi, những câu chuyện mà keo kiệt của anh ấy. Khoai kể vừa chẩn chàng sơ ba Và đến đây là mình vừa giải thích xong nội dung của cái đoạn văn ngắn này. Nếu mọi người có thắc mắc gì cứ vui lòng viết trong phần comment nhé, mình sẽ trả lời sớm cho các anh chị và các bạn. Và tiếp theo mời mọi người hãy nghe lại người bạn xứ đọc một lần nữa. 让你们板书读来一次。铁公鸡，公鸡的意思大家一定都知道。铁公鸡是什么意思呢？铁是 iron，公鸡 rooster。一只 iron rooster 可以做什么呢？玩具、武器，还是……哈哈哈,哈！别猜了，其实铁公鸡说的是一种人，这种人极其小气。 甚至连一分钱都不愿意花。如果你想拔掉铁公鸡的毛，是绝对不可能的。所以，除了说“铁公鸡”，“铁公鸡一毛不拔”这个句子也很常用。比如，千万别跟小李借钱，他是个铁公鸡，根本不可能借给你。也可以这样说：说半天了，他还不出钱，真是铁公鸡一毛不拔。还可以这样说。 và đến đây mình xin kết thúc phần tám mươi của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả mọi người hãy cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé xin chào mọi người